Trước những thách thức và vận hội lớn mà các cam kết hội nhập quốc tế mang lại, nhiều chuyên gia cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa có sự chuẩn bị cần thiết. Theo ghi nhận của chúng tôi tại lễ tốt nghiệp các chương trình đào tạo giám đốc của trường doanh nhân PACE vào cuối tuần qua, câu chuyện đổi mới doanh nghiệp là điều mà giới lãnh đạo doanh nghiệp đang lo lắng. Đây là buổi lễ tốt nghiệp của 600 cán bộ cấp cao của các doanh nghiệp, bao gồm giám đốc điều hành CEO, giám đốc sản xuất, giám đốc sản xuất CPO, giám đốc tài chính CFO, giám đốc nhân sự CHRO, v.v. Trong giai đoạn hậu khủng hoảng, vấn đề của các doanh nghiệp hiện nay không chỉ còn là làm thế nào để vượt qua khó khăn, để tồn tại trên thị trường, mà phải là đổi mới để thích nghi với môi trường quốc tế và cạnh tranh đối với các doanh nghiệp trong khu vực. Đó là điều mà 600 lãnh đạo doanh nghiệp này và nhiều chuyên gia khác lo lắng. Trong thời điểm hiện nay thì chúng ta đang đứng trước những thách thức và những vận hội rất lớn, nhưng công cuộc chuẩn bị chúng ta lại kém hơn bao giờ hết. Đó là trong lúc mà doanh nghiệp chúng ta đang phải vật lộn với những khó khăn trong nước và đang phải đối mặt với câu hỏi tồn tại hay không tồn tại. Sát đến chân chúng ta rồi, nước đến chân chúng ta rồi, đó là TPP, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, và đó là Cộng đồng Kinh tế ASEAN, AEC. Đây là những cam kết hội nhập vô cùng lớn và những đối tác của chúng ta họ chuẩn bị rất công phu rồi. Về phía doanh nghiệp, nhiều ý kiến đồng tình rằng không phải lúc khó khăn mới cần đổi mới, mà đó là điều luôn luôn cần thiết để thích nghi. Thế nào gọi là làm mới? Ở đây chúng tôi quan tâm đến việc xác định rõ cái mục tiêu trong những cái năm gần đây, thí dụ kế hoạch chiến lược trong 3 năm hoặc 5 năm tới, chúng tôi cần phải làm cái gì? Và chúng tôi cũng có điều chỉnh lại cái chiến lược của công ty, đồng thời căn cứ vào chiến lược đó thì chúng tôi đưa ra những cái quy trình làm việc mới và thay đổi những cái con người phù hợp hơn vào những cái vị trí đó. Chỉ còn vài tháng nữa, Cộng đồng Kinh tế Chung AEC sẽ chính thức được thành lập. Vòng đàm phán hiệp định TPP cũng đã có những bước tiến đáng kể. Nhiều hoạt động đón đầu của các hiệp hội, các tổ chức đã được thực hiện thường xuyên. Thế nhưng các chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam thể hiện mình như thế nào khi bước vào sân chơi lớn hơn thì còn phải coi sự chủ động đổi mới sáng tạo của chính doanh nghiệp đó.